hướng dẫn cho các bạn móc các kiểu móc trong móc len, những kiểu móc giống như là móc đơn, móc nửa kép, móc kép ấy, thì các bạn đã biết rồi. Ở đây mình sẽ móc một số kiểu mà các bạn thường thấy trong dạng móc len ấy. Đầu tiên các bạn gầy lên cho mình một mũi như thế này. Đây, các mình móc tạm một số mũi nha. Đây 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ở đây mình sẽ móc tạm là 20 mũi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mũi nổi và mũi chìm. Đây, đây các bạn, đầu tiên các bạn, ở đây mình sẽ đâm vào chân thứ ba này, móc cho mình mũi kép. Các bạn móc tất cả các chân này là mũi kép hết. Đây, đó, móc tất cả các chân là mũi kép hết nha các bạn, như thế này. Đây, khi móc xong, các bạn móc xong mũi kép như thế này. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ móc mũi nổi chìm nha các bạn. Đầu tiên các bạn lên cho mình hai bến như thế này. Đó, mình sẽ móc nhận bằng móc 3 mũi nổi trước nha. Nè, đầu tiên này, ở đây chúng ta sẽ không móc ở trên chân bến như thế này. Chúng ta sẽ móc lòn phía dưới đây này. Phía dưới bến dưới đây này. Đó, chúng ta kéo qua như thế này. Rồi, ta sẽ móc mũi kép bình thường như vậy chúng ta. Móc ở phía trước này mình gọi là mũi nổi, còn móc phía sau hay mình hay gọi là mũi chìm. Đây, bình thường này, chúng ta kéo qua. Đây là một cái chân bính bình thường này. Các bạn kéo qua như thế này. Mũi nổi thì các bạn dễ làm, nhưng mũi chìm thì hơi khó. Đây, để tiếp tục các bạn kéo qua như thế này. Đó, mình nghĩ chúng ta sẽ có được 3 mũi nổi như thế này nha các bạn. Mình sẽ dạy các bạn móc 3 mũi chìm. Mũi chìm tương tự như mũi nổi, giống như là mũi chìm thì các bạn xoay ngược như thế này. Ở trên này sẽ mũi nổi nè, ở đây là mũi chìm. Đó, như vậy đấy. Này, đầu tiên nè, các bạn móc, thay vì mình móc ở phía trước này, mình sẽ móc ở phía sau. Đây, là sẽ cái kim ở mình phía trước như thế này nè. Này, các bạn nhìn kỹ nha. Để mình lấy nét cho các bạn dễ nhìn. Đây, như thế này. Nè, các bạn móc ở phía sau nè. Lúc mũi nổi chúng ta sẽ móc ở phía trước như thế này, là không phải cái kim. Móc mũi chìm là chúng ta sẽ móc phía sau nha. Chúng ta thấy cái kim ở đây nha các bạn. Rồi các bạn kéo qua luôn. Kéo qua bình thường như thế này. Đó. Rồi các bạn móc mũi kép bình thường. Này, tương tự này. Đó các bạn này. Kéo qua như thế này. Đó, này các bạn. Rồi các bạn kéo sợi len qua đây luôn. Đó. Giống như các bạn móc mũi nổi vậy đó. Nè, như tương tự phía trên đây là mũi nổi này. Này, đó. Này, này, như vậy là chúng ta sẽ có 3 mũi nổi, 3 mũi chìm này các bạn. Rồi, tương tự mình sẽ móc 3 mũi nổi. Này, đây là chúng ta đã móc được 3 mũi nổi này, 3 mũi chìm này, tiếp tục rồi. 3 mũi nổi này. Như thế này. Đó, chúng ta kéo qua như chúng ta sẽ móc mũi kép, mà chúng ta sẽ không đâm vào chân bính, chúng ta sẽ đâm vào dưới này, dưới cái chân bính đó. Này, là như thế này. Là chúng ta sẽ được mũi nổi, mũi chìm. Này. Đó các bạn. Các bạn nên ý nè, chỉ cần kéo phía sau như thế này rồi kéo qua như vậy thôi. Đó. Kéo qua như vậy thôi là chúng ta đã có được mũi nổi, mũi chìm. Này, dưới này nè, nè các bạn nhìn kỹ nha. Lúc ở đây bình thường là chúng ta móc mũi nổi, mũi chìm nè. Khi xoay ngược qua nè, thì ở đây là mũi chìm, còn xé đây là mũi nổi. Nó cũng như tương tự các bạn kéo qua, nhưng mà thay vì chúng ta kéo phía trước, chúng ta kéo phía sau thôi. Đây, đây như vậy chúng ta sẽ có mũi chìm nè, mũi nổi, mũi chìm, mũi nổi, mũi chìm, mũi nổi, là 3 mũi nổi, mũi chìm. Rồi, thấy không? Các bạn xoay ngược lại bên đây nè, là mũi chìm đúng không? Bạn xoay ngược lại thì bên đây là mũi nổi. Đó,
thì bạn mũi nổi là mũi chìm, nó sẽ xoay ngược lại thôi. Các bạn cứ móc tương tự như vậy. Này, bây giờ các bạn lên cho mình hai bính này. Nè, bây giờ chúng ta sẽ móc mũi nổi. Ở đây là mũi nổi nè. Ở hàng đầu thì đây là mũi chìm, nhưng mà xoay ngược lại, ở đây là mũi nổi. Mình móc mũi nổi tương tự, thấy không? Móc mũi nổi tương tự như mũi chìm. Đây, mũi chìm này các bạn sỏ phía sau nè. Này. Rồi các bạn kéo qua như thế này. Đó. Kéo sợi len qua như thế này, rồi bạn kéo qua thôi. Rồi. Như thế này. Đó. Các bạn kéo sợi len qua như vậy. Đó. Tương tự như vậy nè, bây giờ chúng ta sẽ có được hai hàng chìm. Mình tắt đèn đi, hơi bóng quá. Nè. Như vậy thì chúng ta sẽ có được hai hàng chìm này. Nè các bạn. Đó. Đó, tương tự như vậy các bạn cũng làm y chang như bên mũi nổi. Các bạn móc cho mình mũi nổi. À, đây như vậy là chúng ta đã xong này, là ba mũi nổi là ba mũi chìm nha các bạn. Trời nó hơi tối nha, như thế này đó. À, nếu mà móc kiểu caro để làm cái vành nón ấy, thì các bạn bắt đầu ở mũi nổi đây này, chúng ta sẽ móc tức là mũi chìm. Mũi chìm đây chúng ta sẽ móc mũi nổi, cứ ba hàng mũi nổi ba hàng mũi chìm như vậy. Này này các bạn, này ba mũi chìm này, ở đây là ba mũi nổi đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi nè. Đây, như vậy là chúng ta hoàn thành xong rồi nè. Đó nè, các bạn thấy em đổi ngược lại nè, mũi chìm là mũi nổi. Nhưng mà cái ở đây chúng ta cũng có thể một dạng nữa, đó là một dạng mũi nổi chìm, là một mũi nổi một mũi chìm như vậy đó, giống như là gọi là xương rồng hay là dạ đen ấy, nó sẽ co lại hơn như thế này nữa. À, tiếp tục ở đây mình sẽ hướng dẫn lên một kiểu luôn, cũng sử dụng mũi nổi chìm, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ móc kiểu một nổi một chìm, hay người ta hay gọi là kiểu dạ đen á, hay là kiểu xương dạng xương rồng á, như thế này. Nè, vẫn tương tự nè, các bạn nhìn kỹ nha. Đây mình zoom lại, mình lấy nét cho nó các bạn nhìn rõ hơn. Như thế này nè. Đây. Nè, các bạn lòn phía bên dưới này. Kéo qua như thế này. Đây là một mũi nổi nè. Tiếp tục một mũi chìm. Nè. Các bạn kéo bên dưới nè, thấy không? Đây nè. Các bạn kéo bên dưới nè. Các bạn kéo qua như vậy thôi. Đây, kéo qua. Tiếp tục. Này, như thế này. Mũi nổi thì các bạn dễ kéo hơn này. Lúc đầu mình tập ấy. Đây nè. Đó. Mũi chìm nó cũng hơi nó khó hơn mũi nổi. Đó, cứ tương tự này, mũi nổi nè, chúng ta này. Rồi chúng ta sẽ kéo nó qua. Này. Còn mũi chìm này. Đó, chúng ta sẽ kéo sợi dây lên như thế này. Kéo qua. Đây. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết hàng. Này như thế này. Đó, mũi chim này. Đó, nó kéo sợi dây qua. Rồi, cứ tương tự như vậy. Lúc đầu thì bạn là sẽ làm hơi chậm, nhưng mà khi chưa quen, từ từ các bạn sẽ làm nhanh. Nếu mà các bạn thấy chưa quen, các bạn sẽ có thể tập đó, và những sợi len nó trơn hơn, như là len baby á, nên mình đang sử dụng một loại len trơn này đó, nó dễ kéo hơn. Một số loại len nó hơi nhám ý, nó hơi sẽ khó kéo hơn đó. Các bạn cứ móc như vậy liên tục. Cái loại này các bạn bình thường các bạn có thể sử dụng trong móc len á, móc khăn len để nó tạo cảm giác là nó dày hơn. Này, tạo cảm giác nó dày sợi len hơn. Với lại lúc mà nó độ co giãn hơn, cứ nếu mà các bạn muốn móc cái nón á, cho nó dày với nó giãn á, thì mình cũng có thể sử dụng dạng móc kiểu này, dạ đan như thế này để tạo độ giãn cho cái nón len. Với lại là nó dày, nó ấm hơn. Nếu mà các bạn không muốn kiểu đội mát á, thì không cần sử dụng kiểu này. Nếu mà muốn đợi ấm á, các bạn có thể sử dụng loại này. Đó. Đây, như vậy nè. Tương tự nè. Lúc mà các bạn móc, các bạn nhìn kỹ nè. Nó co lại nè.
Đang bên ở đây mũi nổi là sẽ bên đây mũi chìm nè. Đây các bạn sẽ không thấy được mũi chìm khi kéo giãn ra nè. Giống như bên đây các bạn kéo giãn ra bạn mới thấy được mũi chìm. Đây. Một mũi như thế này để mình bật đèn hơi cho nó sáng ra. Đây. Nên các bạn kéo do sợi len này nó hơi bóng á các bạn. Này. Đây. Mũi nổi mũi chìm nè, đây nè. Như các bạn. Do trời nó hơi tối, mình bật đèn led lên á. Mình sợ nó hơi chá do len này nó hơi bóng. Này. Các bạn thấy không? Đây là mũi chìm này. Đây là mũi nổi nè, mũi chìm mũi nổi. Đấy, tương tự như đây thôi. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành xong cái phần hướng dẫn mũi nổi chìm rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn và hẹn gặp lại.